hôm nay hay nhỉ. Đầu xuân hướng dẫn mọi người cái bài mà làm khỏe, làm đẹp, đây, làm cho cái da mặt mịn màng, nó bớt những cái nếp nhăn. Không ra đấy. Và cái bài này nguồn gốc là của chị Trịnh Thị Dùng ở Hưng Yên, khóa K35. Chị có hướng dẫn và về mình bắt chước, mình thấy tương đối ổn. Thế bây giờ làm trên người mẫu Quỳnh Thu. Quỳnh Thu. Quỳnh Thu nhé. Mình có thể dùng cái lúc đầu tiên là có thể dùng cái đầu giò. Nhưng mà mình thích dùng cái này hơn, một phát nó được 3 cái liền. Dùng đầu giò, gạch gọi là đầu tiên mình bắt đầu bằng gạch mặt. Gạch mặt khoảng bộ 3 vòng. Đây, gạch mặt thì mình có thể gạch bằng cái đầu giò hoặc là gạch bằng cái năm chia này nhá. Như thế này thôi. Làm đâu lúc nào mà bạn này mặt không chảy nước mắt là được. Nhà Quỳnh nhỉ. Nếu mẫu cười anh gái bạn bắt đầu thấy chảy nước mắt thì được rồi. Đây. Khu vực mắt thì mình làm như thế này, khu mặt đây thì mình làm như thế này. Làm theo cái chiều này này. Đấy, mình nhớ mà làm tất cả các cái khu vực này, làm mũi này, làm hết này. Đây này. Làm thế này đến bao nhiêu lần thì... Làm 3 vòng ạ. Không. Nhưng mà làm hơi đau vào cơ. Được khoảng 1 tháng thì thấy tác dụng như thế. Không ạ, em mình làm khoảng 5-7 hôm là thấy tác dụng. Tác dụng như thế nào? Trước là sao? Một tuần, làm một tuần. Thì cái mặt mình nó dễ chịu hơn, mình soi gương mình thấy yêu mình hơn. Đúng không? Xinh hơn thì phải thích mình hơn chứ. Một vòng nhá, và làm 3 vòng như thế. Sau khi làm 3 vòng mới xong thì mình lấy cái đầu to và sao chổi, mình tô màu trên khắp mặt. Tô màu khắp mặt nhá. Em vén cái tóc lên cho nó xinh hơn. Đấy. Đây này, dùng cái này tô màu này. Tô màu thì kỹ thuật tô màu của Bùi Minh Tâm thôi. Cứ mỗi chỗ này tô khoảng độ 30 lượt lên xuống. Tô nhẹ nhàng thôi, liên tục và đều tay, không lấy không đưa ra khỏi mặt ra. Làm vài vòng như thế. Thế là xong. Mình thường làm cái này khi mình lên giường ngủ. Và nửa đêm hay mình hay tỉnh dậy vào lúc mà 1 giờ sáng ấy, thì hơi khó ngủ mình lại làm. Thế làm xong một lúc thì đó lại buồn ngủ lại ngủ. Hoặc là 5 giờ sáng dậy làm. Tại vì là làm cái này xong mình không rửa mặt ngay. Mình làm mình nên làm một lúc thì mình mới rửa mặt. Mỗi chỗ 30 lượt, đây là mẫu thì không cần làm đến 30 lượt. Khách này nhỡ tỉnh táo để thức đến sáng sao? Rất hay là làm như này gạch mặt nhưng mà nó lại buồn ngủ chứ nó không mất ngủ. Mỗi em ngủ luôn đấy chị ơi. Không, có khi là mình tỉnh giấc lại mình lại suy nghĩ lung tung ấy. Khi mình tỉnh giấc mình khó ngủ. Thì mình cứ để trên đầu giường ấy. Sao mình làm tự nhiên mình quên, mình tập trung vào cái này thế là nó quên đi. À, gạch cái này một thời gian tàn nhang này. Rồi vết nám sẽ bay hết. Cái da nó mịn hẳn đi, mịn da nó mịn hẳn luôn. Tô màu bác có thằng nào chị Hương càng ngày càng trẻ đi là phải. Hôm nay được một bác phán cho là chị Hương sinh năm 74. Nó trẻ thật đi. Không diện chẳng mà. Không tưởng tượng được ạ. Như diện chẳng đấy ạ. Và vừa rồi cũng có cả uống cả enzyme nữa. Chị con râu tôi sinh năm 74 và trẻ đấy. Bác chẳng mấy. Gạch khắp mặt. Khắp mặt, khắp nơi. Đấy. Rồi xong. Thế thôi. Nhưng mà không, tất nhiên là phải làm nhiều, làm trong vòng khoảng 10-15 phút. Cứ thế là cứ gạch tiếp thôi, gạch khắp mọi nơi này. 10-15 phút. Hương có tuyên bố làm sinh được cái dạng em sinh rồi. Cả hai. Đấy, xong rồi. Quỳnh không muốn gạch trên mặt Quỳnh nữa. Gạch ngang, gạch dọc, thích cái kiểu gì gạch. Gạch nhẹ nhàng, không cần gây đau. Không, đây không phải gạch, đây là đang tô màu. Đang tô màu. Mình gạch là mình gạch bằng cái này thì hơi đau một chút. Nhưng khi mình tô màu thì mình làm nhẹ nhàng, mà mỗi một chỗ mình làm nhiều lần. Xin chào cả nhà, đây là cách làm đẹp theo diện chẩn. Chỉ có 2 bước theo cô Hương hướng dẫn. Thứ nhất là gạch khắp mặt. Nhưng mà gạch khắp mặt có đau không ạ? Làm khoảng không đau. À, gạch khắp mặt bằng bằng cây gì? Bằng cây gì? Bằng cây năm chia này. Đấy, bằng cây năm chia. Một là được 3 cái luôn. Coi, mình làm được rồi. Thế thì gọi là ủi khắp mặt. Ủi khắp mặt hay hơn là cho em mượn. Thế dùng cái cào có được không? Không ạ, cái cào thì nó lại. Tức là mình sẽ dùng cây năm chia này. Nó không mạnh. Đấy, dùng cây năm chia này. Mình sẽ ủi khắp mặt. Ủi khắp mặt tức là giống như một mảnh đất khô cằn, mình ủi lên, mình dùng cái bừa cái cày ấy, sới đất lên cho tơi. Tơi lên màu. Cho nó thông. Thông ấy. Sau đó là bước nhẹ nhàng hơn, làm cho đất nó nó mềm, nó mịn ra, tơi suốt để mình rắc hạt xuống bằng cái cây đầu to của cây sao chổi. Tức là mọi động tác rất là nhẹ nhàng.
Ôi, làm xong thấy nó nóng bừng mặt luôn. Cứ rỗi lúc nào làm lúc đấy. Mục đích là làm cho da đẹp. Đẹp da. Lưu thông khí huyết. Lưu thông khí và huyết. Và da nó mịn màng, đẹp và khỏe. Chính bởi xác. Vì cái mặt là phản chiếu của tất cả nội tạng và ngoại vi của cơ thể. À đúng rồi, đúng rồi. Đây có thể gọi là vô chiêu làm đẹp. À được á. Phác đồ này gọi là làm đẹp vô chiêu. Làm đẹp vô chiêu. Phác đồ làm đẹp vô chiêu.